Dạ sư cô, con cho nhà quán này xin ơn. Cô học lớp 27, con xin gặp bà. Làm việc thật là vui, làm việc thật là vui. Quan tâm mọi việc, mọi người đều làm việc. Có đồng hồ tức tắc 3 phút, 3 giờ. Con đặt trong cái bàn báo cho mọi người biết. Rồi sắp sáng, mama thức dậy. Con tu hút, cơ tu hút. Cái là sắp đến mùa vải chín. Chim bác sâu, bảo vệ mùa màng. Cỏ xanh nuôi thỏ nuôi bò, cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, mà xuân thêm tương bừng. Như mọi vật, mọi người bé cũng làm việc, bé làm bài, bé đi học, học xong bé quét nhà, nhặt rau chơi với em. Bé cũng luôn luôn bận rộn mà công việc lúc nào cũng nhộn nhịp, cũng vui theo Tô Hoàng. Nói về hoạt động của từng vật, con vật được nhắc đến trong bài đọc. Hoạt động của từng vật, con vật được nhắc đến trong bài đọc là cái đồng hồ tức tắc, con người trong cái vang con tôm hú kêu tôm hú, chim bắt sao bảo vệ mùa màng. Bé làm những việc gì? Bé làm những việc là bé làm bài, bé đi học, học xong bé bếp nhà, nhặt rau chơi với em. Bé cảm thấy như thế nào khi làm việc? Bé cảm thấy rất vui khi làm việc. Chọn từ ngữ phù hợp để nói về bé. Từ ngữ phù hợp để nói về bé là chăm chỉ. Dạ cô xin hết.